Mặc dù bạn có thể ghét thương hiệu Arco, nhưng chắc chắn bạn sẽ không thể phủ nhận được sự thành công của họ trong năm vừa rồi với dòng sản phẩm Multimode. Và nó gần như thay đổi toàn bộ lineup của Arco, từ những dòng phím cơ có dây giá tầm trung cho tới thấp, trở thành những dòng phím không dây với mức giá trung bình khoảng hơn 2 triệu đồng. Có thể nói bây giờ độ hot của dòng này đã không còn quá nhiều, nhưng nó đã tạo được một cơ sở khá chắc chắn để Arco tự tin hơn với những dòng sản phẩm phím cơ không dây của hãng này. Và đây là 3087 và 3108 RF. Hai sản phẩm của hãng này trong một dòng sản phẩm hoàn toàn mới là Arco RF Series. Theo mình, đây sẽ là dòng sản phẩm chủ đạo của Arco trong năm tới ở phân khúc bàn phím cơ không dây giá rẻ dưới 1,5 triệu đồng. Vậy, cụ thể như thế nào? Hãy cùng khám phá trong video ngày hôm nay nhé! Trước khi phần chính video, xin phép cho mình quảng cáo một chút. Đó chính là hiện tại nhà tài trợ techspace.vn đang có chương trình xả kho cuối năm rẻ hơn hoàn tiền với rất nhiều sản phẩm gaming gear có mức giá ưu đãi, cực kỳ hấp dẫn và là giá tốt nhất trên thị trường. Thậm chí nếu như tìm được nơi nào các bạn mua được có giá tốt hơn, các bạn có được hoàn tiền chênh lệch. Đừng quên tham khảo chương trình này tại đường link trong phần mô tả và phần bình luận video này nhé. Còn bây giờ, bắt đầu phần chính video thôi. Đầu tiên hãy cùng nhau nói một chút về đối tượng hướng tới của sản phẩm này. Ngay từ việc không hề có tính năng hot swap thì bạn cũng có thể hiểu được đây không phải sản phẩm hướng tới đối tượng người dùng cần phím cơ custom. Đây mình nghĩ cũng là một nước đi khá hợp lý của Arco, vì thực sự với một sản phẩm ở tầm giá như thế này, việc trang bị hot swap là khá mạo hiểm về mặt độ bền đối với một sản phẩm phím cơ được nhập khẩu chính ngạch và có bảo hành đàng hoàng. Rõ ràng thì ở Việt Nam cũng đã có thương hiệu làm phím cơ hot swap ở tầm giá này rồi và kết quả thì không được tốt cho lắm. Chính vì vậy, việc xác định đối tượng ban đầu dựa theo mức giá sẽ là hợp lý hơn để đảm bảo về mặt thương hiệu cho Arco. Đối tượng người dùng sản phẩm này chuẩn nhất sẽ là những người dùng không muốn bỏ thời gian quá nhiều tìm hiểu phím cơ cũng như custom, mà mình thấy nó đặc biệt phù hợp cho những người dùng làm các công việc văn phòng vì dòng sản phẩm này có thiết kế có phần khá đơn giản và trang nhã. Như mình đã nói thì chúng ta sẽ có hai phiên bản 3087 tương ứng với size TKL và 3108 tương ứng với full size. Hai loại này thì về cơ bản là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác mỗi phần layout mà thôi. Nếu bạn hay phải nhập số liệu thì có thể dùng phiên bản full size, còn không thì TKL cho gọn. Ngay ở điểm phần layout này thì cũng cho thấy định hướng rõ ràng của hãng về mặt đối tượng. Việc lựa chọn layout 3108 cũng tốt hơn so với cả size 3098, mặc dù 3098 có vẻ như là gọn hơn. Vì khi nhập số liệu trên Excel chẳng hạn, nếu như bạn nào đã có trải nghiệm với phím số 0 thì đây là một phím sử dụng rất nhiều khi nhập số liệu. Đó chính là lý do mà được làm to hơn trên các loại phím full size để bấm dễ dàng và chính xác hơn. Nên có thể nói layout 3108 sẽ là phù hợp nhất đối với đối tượng một bàn phím cơ sử dụng trong văn phòng. Về mặt màu sắc thì bạn sẽ có hai phiên bản là Black on White và White on Black, tương ứng với hai phối màu trắng đen và đen trắng. Cả hai phối màu này theo mình thấy rất đẹp và ấn tượng. Nó cũng chính là phối màu với các bộ keycap cùng tên của Arco luôn. Mặc dù là một sản phẩm giá rẻ nhưng nó vẫn được trang bị dòng keycap ASA Profile với chất liệu PBT của hãng này. Có lẽ thì chúng ta không nói quá nhiều về dòng keycap này về chất lượng cũng như độ thẩm mỹ của nó nữa, khi nó luôn là những bộ rất được săn đón trên thị trường, kể cả mới cũng như là second hand. Nếu như đối với bộ keycap Black on White 158 nút đang được bán với giá lẻ khoảng 1 triệu đồng, thì tách ra nguyên phần keycap của Arco 3108 RF này đã có giá đâu đó khoảng tầm 600-700 nghìn rồi. Tính ra thì đã chiếm nửa giá trị của bàn phím. Đó là lý do tại sao mình nói đây là một sản phẩm có mức giá rất rẻ của Arco. Tiếp đó là phần case. Về mặt chất liệu và cảm giác build thì chất liệu của nó vẫn chỉ sử dụng bằng nhựa mà thôi. Phần nhựa này thì có vẻ sẽ giống với dòng 3068 và 3084 Silent của Arco hơn là dòng 3098N hoặc 3098B. Chất liệu của nó thì có vẻ kém hơn một chút, tuy nhiên thì sẽ không dễ dàng nhận ra cho lắm và đặc biệt là nó vẫn đầm và chắc chắn. Đây có lẽ là một trong những con phím có chất lượng build ở phần case này tốt nhất thị trường ở trong tầm giá này. Tóm lại thì tổng thể phần ngoại hình của Arco RF Series mình nghĩ nó thuộc hàng top ở trong cái phân khúc rồi. Đó về ngoại hình, bây giờ chúng ta cùng nhau nói về hiệu năng và cảm giác gõ. Lý do sản phẩm này rẻ hơn so với cả những dòng Multimode trước đó chính là nó được cắt giảm hai phần liên quan đến kết nối. Ở trên bản này thì chúng ta sẽ chỉ có kết nối 2.4GHz và kết nối có dây mà thôi. Đồng thời thì chúng ta sẽ không có pin sạc mà là hai cục pin AAA với ước tính pin từ 3 đến 5 tháng sử dụng tùy cường độ. Đây cũng là một thời lượng khá dài với một chiếc bàn phím như thế này. Vì bản chất con phím cơ này cũng không có gì để tốn pin vì đã cắt giảm hệ thống đèn LED đi rồi. Trải nghiệm kết nối thì theo mình thấy dùng khá ok với Windows. Mac mình chưa dùng vì con phím này không có Bluetooth, vẫn dùng giao tiếp USB-A, thế nên việc dùng với Mac khá bất tiện. Đây là một sản phẩm Windows thì sẽ phù hợp hơn. Mặc dù kết nối của nó có phần tương đối ổn định và không bị delay quá nhiều trong hầu hết toàn thời gian mình sử dụng, nhưng không biết là do cảm giác hay do phần mềm mà mình sử dụng mà đôi khi gõ chữ nó vẫn có một độ chậm nhất định. Chính vì vậy, nếu như các bạn sử dụng sản phẩm này để chơi game thì có lẽ kết nối có dây vẫn là hợp lý hơn là không dây. Còn văn phòng thì không dây thoải mái chẳng vấn đề gì cả.
Rồi điểm cuối cùng đó chính là cảm giác gõ. Thì hãy cùng bóc tách ra một lần nữa giá trị con phím này. Nó sử dụng Arco Switch V3 với hai phiên bản mới nhất là Cream Blue và Yellow. Hiện tại thì một pack switch này với 45 switch thì có giá khoảng tầm hơn 200.000. Nên nếu với con full size là 3108 thì bạn sẽ tốn khoảng tầm 500-600.000 cho phần switch. Cộng với phần keycap kia khoảng 700, tức ở đâu đó được khoảng 1.2-1.3, gần bằng giá trị của con phím rồi, chưa tính đến phần barebone. Nói chung thì đây cũng chỉ là cách tính tương đối mà thôi, nhưng có thể thấy Arco cũng đã sử dụng những linh kiện khá tốt cho một dòng phím cơ giá rẻ. Bây giờ hãy cùng nghe thử âm thanh gõ của hai phiên bản switch nhé. Như các bạn đã nghe thì chủ yếu cái âm thanh vẫn là tiếng keycap đập vào switch, thế nên nghe nó khá to và đanh. Chính vì vậy thì bạn nào thích cảm giác gõ cũng như âm thanh êm một chút thì sẽ không phù hợp cho lắm. Mặc dù vậy phải công nhận rằng là hai con switch này có chất lượng stock khá ổn áp, gõ không bị sạn và rất mượt. Hãng cũng đã bố trí một cái phần plate foam tương đối dày nhưng độ đặc của nó lại hơi thấp, thế nên là cảm giác như nó không có quá nhiều công dụng. Về stop thì kiểu của nó là plate mount cũng được lúp sẵn, bạn vẫn nghe thấy một chút âm thanh tích nhưng mà không đáng kể cho lắm và hoàn toàn chấp nhận được ở mức giá này. Điểm trừ lớn nhất với những bạn khó tính đó chính là sản phẩm này rất khó để custom, hoặc nói gần như là không thể, ngoại trừ cái việc lót thêm foam case. Tuy nhiên thì đối với người dùng phổ thông và đối tượng chúng ta đã phân tích ở đầu video thì đây không phải vấn đề lớn cho lắm. Tổng kết lại thì RF Series dành cho những người có nhu cầu như sau: một chiếc bàn phím không dây giá rẻ, kết nối ổn định, pin trâu, thiết kế đẹp đơn giản và tinh tế, phù hợp với môi trường làm việc văn phòng. Cảm giác gõ thì mình nghĩ cũng thuộc dạng tiêu chuẩn cho một con phím cơ pre-build ở trong tầm giá này rồi. Còn đối với những bạn định mua về lấy barebone, keycap, switch bán lẻ hay sau đó tự build thêm thì rõ ràng đây không phải sự chọn phù hợp và còn rất nhiều sự chọn khác phù hợp hơn. Rồi nếu như mua sản phẩm này đừng quên mua tại techspace.vn, cũng là nhà tài trợ cho video này, cũng như đừng quên bấm like, share và đăng ký Instagram của mình và tham gia group Instagram, mình để đường link trong phần mô tả và phần bình luận video này nhé. Đừng quên nhập mã giảm giá nữa. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại các bạn rất sớm thôi.